Tôi là Trần Lưu Mỹ. Anh đến từ đâu? Tôi đến từ Hà Nội. Vâng. Tại sao anh thích bức tranh này? Đây là một trong những cái bức tranh mà tôi thích. Bởi vì để trả lời cái sự thích thì nó khó lắm và nó rất dài dòng. Thực ra là nó là mà bằng cái vốn văn hóa, bằng cái sự nhận biết, bằng cái trải nghiệm, rồi bằng rất nhiều thứ để người ta thích. Bởi cái thích như là một cô gái thì người ta nhiều khi cũng khó giải thích là thích vì sao. Thích chỉ vì là thích thế thôi. Thế còn nói sâu hơn nữa thì nó là câu chuyện rất dài. Ví dụ về cấu trúc, về bố cục, về cái độ tương phản, rồi những cái hoạt bút chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy nó tạo nên bố cục, và từ cái bố cục đấy thì gây một cái cảm xúc cho tôi và gây một cái liên tưởng để tôi nhớ lại một cái phần nào đó của tôi. Đấy, thì chính cái tác phẩm nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng thì là nó là cái mà để từ cái tôi người sáng tác và để đến cái sự đồng cảm của người thưởng thức, thì đấy là cái sự từng trải nghiệm đấy, thì đấy là câu chuyện giải thích cái thích. Đây là với cái chủ đề là giấc mơ sự thật, thì anh nhìn thấy cái sự thật trong bức tranh của anh đang nhìn thấy như thế nào? Thực ra cái khái niệm giấc mơ siêu thực thì tôi cũng thấy vấn đề này. Thì giấc mơ thì cũng như là anh Trần Đán anh nói rồi, giấc mơ thì thường nó đã là không thực rồi. Đấy. Thế và lại thêm cái phần siêu thực nữa thì tôi nghĩ nó cũng là một cái gì đấy, nó cũng tôi cũng chưa định rõ được nó là cái gì đấy. Thế nhưng mà về Đinh Phong thì tôi nghĩ tôi có hai cái ý như này. Thứ nhất là để là một họa sĩ mà có được một giọng điệu riêng, một phong cách riêng thì nhiều khi người ta mất cả đời và thậm chí cả đời cũng chưa chắc đã tìm ra được một giọng điệu đấy. Thế nhưng mà họa sĩ Đinh Phong với một thời gian rất ngắn thì đã ra được một cái giọng điệu của mình, và có thể đây là một cái gì đó mà trời cho, hoặc là do những cái năm tháng mà anh ta tích tụ lại để ngày hôm nay tự cái miền tiềm thức nó bộc lộ ra đấy. Thì đấy là một cái được của họa sĩ Đinh Phong. Cái thứ hai là họa sĩ Đinh Phong có một cái phẩm chất rất tốt, tức là ngay lập tức anh ta nhảy vào trung tâm của hội họa, tức là thuần hội họa. Chứ thường là người ta vẫn để đi đến một cái sự thuần khiết của hội họa thì là một câu chuyện rất là khó. Bởi vì cái nhận thức đấy nó tôi cho cũng là một cái yếu tố mà trời cho. Thế thì sau hai cuộc triển lãm này thì tôi thấy anh Đinh Phong là một cái họa sĩ mà như mọi người đã nói rất nhiều rồi, có thể là một hiện tượng. Thế nhưng mà tôi mong rằng cái sau hai lần triển lãm này thì họa sĩ Đinh Phong sẽ còn phải phát triển thêm và phải có thể phải dài hơi hơn nữa. Và đấy là cái điều tôi mong muốn ở họa sĩ Đinh Phong. Và cũng chúc cho họa sĩ Đinh Phong có được những thời gian sắp tới mà sẽ có được những cái tác phẩm cũng theo cái dòng này hoặc có thể khác hơn, và nó phát triển, nói tóm lại là cái sự phát triển của họa sĩ, và cũng mong cho họa sĩ làm được điều đó. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều.